bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoan mặt mà quý vị ngồi ngoài trước, quý vị nhìn còn biết ai hát. Việt Thảo ở phía sau không biết ai hát hết, hai người hát giống hệt nhau. Bây giờ nếu mà anh Chế Linh hát mấy mươi năm qua những bài hát của anh giống như vậy, đó là cái chuyện bình thường. Trường Vũ cũng vậy. Bây giờ đó, Việt Thảo đề nghị như thế này: anh Chế Linh không hát như từ trước đến nay nữa, anh muốn hát nhạc của anh, nhạc em được, mà anh hát khác chút xíu, không giống như Chế Linh từ trước giờ, anh có thể làm được không? Được. Còn nếu Trường Vũ thì hát không giống như Trường Vũ tôi hát từ trước nay, hát kiểu khác nữa, có thể hát được không? Không biết có được không. Nhưng mà thưa quý vị, tôi cũng rất là may mắn và hết sức mừng. Lứa tuổi tôi thì cũng lớn rồi, và trong tuổi nghề thì cũng rất là lớn, rất là dài rồi. Thì bây giờ lại có Trường Vũ xuất hiện ở đây, coi như tôi cũng xin gửi cho tất cả những tình thương mà quý vị đã dành cho tôi trước đây, xin dành cho đứa em tôi. Xin cảm ơn. Ủa vậy thôi hả? Hỏi anh có hát được không? Tự nhiên anh dành tình thương qua đây cái không hát à? Bây giờ là Việt Thảo còn muốn cho nên hát cho tới khi nào mới ngưng? Dạ thưa anh, nghe cũng đã nghe nhiều, càng nghe càng sướng, đã lắm. Bây giờ đó, anh hát làm sao không giống như từ trước giờ anh hát, anh hát được không? Chỉ có... Bây giờ Việt Thảo cái chỉ thì muốn hát như thế nào? Anh hát kiểu nào tùy anh? Anh hát làm sao cho khác anh từ trước giờ đó? Không lẽ là bắt tôi hát New Way thì nó kỳ quá. Thôi bây giờ vì cái giọng tôi với những bài hát mà tôi đã hát cho quý vị nghe từ trước tới bây giờ là những bài hát hết sức là quê hương và buồn, tình yêu. Thì bây giờ để gắn liền với cái chất giọng tôi xin quý vị, tôi xin mời quý vị thưởng thức một bài giọng cổ. Nhưng mà giọng cổ không được lấy bài hát của anh ta à? Sao vậy? Bài của anh ta, nếu mà cái bài giọng cổ có sẵn định là anh hát giọng cổ, em hát cũng được, đâu cần anh hát đâu, có rất là thường. Anh hát cái bài giọng cổ mà của anh kìa. Tôi đâu có viết bài cổ nhạc đâu. Thì vậy thì anh lấy nhạc của anh hát giọng cổ. Cái gì? Anh lấy bài hát của anh đi hát giọng cổ, bài tân nhạc của anh á. Nhưng mà anh không được hát tân nhạc à. Anh được quyền lấy thí dụ như Túy Ca, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ hay là Thành Phố Buồn, anh lấy cái bài đó, nội dung đó mạnh xuống giọng cổ được mới hay. Đứng đó để nghe. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Dừng rồi. Đừng có làm khó nữa, tội nghiệp tôi. Bây giờ đó, anh là đàn anh coi nghe em của anh kìa. Bây giờ Trường Vũ, hát theo kiểu của Trường Vũ mà bài không phải của Trường Vũ. Quý vị đã thấy cái sự sáng tạo này bởi cái anh bạn tôi đây này, là cái người MC mà khó tính vô cùng. Tìm những cái gì mà khó nhất mà người ta không làm được mà bắt chúng tôi phải làm được. Thì hồi nãy tôi cũng đã trả bài rồi, bây giờ Trường Vũ ráng đi em. Bây giờ Vũ cố gắng hát một bài này, rồi có gì sơ sót xin khuyến giả bỏ qua cho. Đó là bài Trống Vắng mà hát theo kiểu khác. Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cõi nguồn, lá rơi. Rồi khi em đến dịu anh trong cuộc đời, nhớ thêm. Một lần nữa tràng pháo tay dành cho Chế Linh và Trường Vũ. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, yeah, let's give it up. Sawadee Cop, here we go.